AFC Champions League Elite mùa giải 2024-2025 là phiên bản thứ 43 của giải bóng đá các câu lạc bộ hàng đầu châu Á, được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Á. Đây cũng là mùa giải đầu tiên giải đấu có tên gọi và định dạng mới. Giải đấu dự kiến bắt đầu từ 16 tháng 9 năm 2024 đến 4 tháng 5 năm 2025. 24 câu lạc bộ từ 12 quốc gia sẽ được chia theo hai khu vực Tây Á và Đông Á. Các câu lạc bộ sẽ tranh tài trên 23 sân vận động để tìm ra nhà vô địch của bóng đá châu Á cấp câu lạc bộ. Sau đây là tổng quan về các sân vận động tại AFC Champions League Elite mùa giải 2024-2025. Sân vận động Gwangju World Cup là sân nhà của Gwangju FC. Nằm ở Gwangju, Hàn Quốc, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1998 đến 2001, với chi phí xây dựng 145 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Gwangju World Cup là 44.118 chỗ ngồi. Sân vận động Trung tâm Olympic Tế Nam là sân nhà của câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn. Nằm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2006 đến 2009. Sức chứa của sân vận động Trung tâm Olympic Tế Nam là 56.808 chỗ ngồi. Sân nhà của Buriram United là sân vận động Buriram. Nằm ở tỉnh Buriram của Thái Lan, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2010 đến 2011. Với chi phí xây dựng 17 triệu đô la Mỹ, sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2013. Sức chứa của sân vận động Buriram là 32.600 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải là sân vận động Thượng Hải. Nằm ở phía tây nam của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Sân vận động này được xây dựng vào năm 1997. Với chi phí xây dựng 1 tỷ nhân dân tệ, sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2020 để trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá. Sức chứa của sân vận động Thượng Hải là 72.000 chỗ ngồi. Sân vận động bóng đá Ulsan Munsu là sân nhà của câu lạc bộ Ulsan HD. Nằm ở thành phố Ulsan của Hàn Quốc, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1998 đến 2001. Với chi phí xây dựng 151 tỷ won. Sức chứa của sân vận động bóng đá Ulsan Munsu là 37.897 chỗ ngồi. SASC Moto Pudong Arena là sân nhà của câu lạc bộ Cảng Thượng Hải. Nằm ở quận phố Đông của thành phố Thượng Hải, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2018 đến 2020. Với chi phí xây dựng 266 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động SASC Moto Pudong Arena là 33.756 chỗ ngồi. Central Coast là sân nhà của câu lạc bộ Central Coast Mariner. Nằm ở Gosford, Australia, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1999 đến 2000. Với chi phí xây dựng 47 triệu đô la Mỹ, sức chứa của sân vận động Central Coast là 20.059 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Kawasaki Frontale là sân vận động Kawasaki Todoroki. Nằm ở tỉnh Kanagawa của Nhật Bản, sân vận động đa năng này được xây dựng vào năm 1962. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 1995 và 2015. Sức chứa của sân vận động Kawasaki Todoroki là 26.232 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Pohang Steelers là sân vận động Pohang Steelers. Nằm ở Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1990. Với chi phí xây dựng 11 tỷ won, sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2003 và 2005.
Sức chứa của sân vận động Pohang Steelyard là 17.443 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Johor Darul Tazim là sân vận động Sultan Ibrahim, nằm ở bang Johor của Malaysia. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2016 đến 2020, với chi phí xây dựng 200 triệu ringgit. Sức chứa của sân vận động Sultan Ibrahim là 40.000 chỗ ngồi. Sân vận động Misaki Park là sân nhà của câu lạc bộ Vissel Kobe, nằm ở Hyogoku, Nhật Bản. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 1999 đến 2001, với chi phí xây dựng 23 tỷ yên. Sức chứa của sân vận động Misaki Park là 30.132 chỗ ngồi. Sân vận động quốc tế Yokohama là sân nhà của câu lạc bộ Yokohama F. Marinos, nằm ở Kanagawa, Nhật Bản. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1994 đến 1998, với chi phí xây dựng 60 tỷ yên. Sức chứa của sân vận động quốc tế Yokohama là 72.327 chỗ ngồi. Sân vận động Haja Bin Zayed là sân nhà của đương kim vô địch Al Ain, nằm ở Abu Dhabi, UAE. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2012 đến 2014, với chi phí xây dựng 425 triệu dirham UAE. Sức chứa của sân vận động Haja Bin Zayed là 25.053 chỗ ngồi. Sân nhà của Al Sota là sân vận động quốc tế Kabala, nằm ở Kabala, Iraq. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2013 đến 2016, với chi phí xây dựng 100 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động quốc tế Kabala là 30.000 chỗ ngồi. Sân nhà của Esteghlal và Persepolis là sân vận động Azadi, nằm ở thủ đô Tehran, Iran. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 1970 đến 1971, với chi phí xây dựng 400 triệu euro. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2003, 2017 và 2023. Sức chứa của sân vận động Azadi là 78.116 chỗ ngồi. Sân nhà của Al Ahly là sân vận động King Abdullah Sports City, nằm ở Jeddah, Saudi Arabia. Sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2012 đến 2014, với chi phí xây dựng 560 triệu đô la Mỹ. Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2023. Sức chứa của sân vận động King Abdullah Sports City là 62.345 chỗ ngồi. Sân vận động Banyurtkor là sân nhà của câu lạc bộ Paktekor, nằm ở thủ đô Tashkent, Uzbekistan. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2009 đến 2012, với chi phí xây dựng 270 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Banyurtkor là 34.000 chỗ ngồi. Sân vận động Ahmad Bin Ali là sân nhà của câu lạc bộ Al Rayyan, nằm ở Al Rayyan, Qatar. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2017 đến 2020, với chi phí xây dựng 360 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Ahmad Bin Ali là 45.032 chỗ ngồi. Sân vận động Jassim Bin Hamad là sân nhà của câu lạc bộ Ansar, nằm ở Doha, Qatar. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1975,
Sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2004 và 2010. Sức chứa của sân vận động Jassim Bin Hammad là 15.000 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Al Wasl FC là sân vận động Jabil, nằm ở Dubai, UAE. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng vào năm 1974. Sức chứa của sân vận động Jabil là 8.439 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Al Nassr là sân vận động King Saud University, nằm ở Riyadh, Saudi Arabia. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2011 đến 2014. Với chi phí xây dựng 57 triệu đô la Mỹ, sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2020 và mở rộng vào năm 2024. Sức chứa của sân vận động King Saud University là 26.100 chỗ ngồi. Sân nhà của câu lạc bộ Al Ghalafa là sân vận động Al Bay, nằm ở Anfor, Qatar. Sân vận động dành riêng cho bóng đá này được xây dựng từ năm 2014 đến 2021, với chi phí xây dựng 847 triệu đô la Mỹ. Sức chứa của sân vận động Al Bay là 68.895 chỗ ngồi. Kingdom Arena là sân nhà của câu lạc bộ Al Hilal, nằm ở Riyadh, Saudi Arabia. Sân vận động trong nhà này được xây dựng từ năm 2023 đến 2024. Sức chứa của sân vận động Kingdom Arena là 26.000 chỗ ngồi.